lưu ý thì sẽ bị buồn gặp khu vực người yêu không quan tâm người thấy hãy tìm công việc để được tìm được nếu đấy là một cái biện pháp phòng ngừa tốt nhất tránh những trường hợp xảy ra nhiều lần. Chúng tôi sẽ có đề xuất các cái cơ chế phù hợp trong việc hỗ trợ kinh phí để mà cấp thuốc để các liều vaccine để tiêm phòng đó là thứ hai.